về mấy con máy và ít đồ Nhật nha anh em nha. Đó. Đây. Về toàn tin không à, toàn tin bao với lại một số đồ mình ưa thích, thường thường mình về mình thích thì mình về về mình sử dụng mình câu nữa. Đây này anh em nhìn nhé, chì câu này đó, chính hãng Fuji nhá. Bóc một cái cho anh em xem đấy coi. Mình rất thích loại chì này để câu vặt bãi. Chất lượng rất là tốt, hàng cực tốt. Nhìn anh em nhìn chất lượng đó. Fuji nhá, nó có số số 8, số 9, số 6. Thường thường mình câu số 8 này vừa đẹp này, số 8 này sẽ là 30 gram đó. Một túi nó có hai cục này. Ở đây đây đây, thêm cái này là mình thích thì mình về đây. Mình lần trước mình về mình câu rồi, bán thì ít mà câu thì nhiều. Câu gần hết luôn, về mấy chục bình câu gần hết luôn. Đợt này về có từng đây thôi đó. Cái này vậy, cái này thích quá trời luôn, để về thêm này. Nhìn không nó cũng đẹp và chứ đừng nói là câu đấy nha. Nhìn không nó đẹp rồi. Lần này về số lượng cũng tương đối nhiều lên, thực ra cũng chẳng bán bao nhiêu đó. Mấy chục bịch á, mỗi bịch có hai cái, mỗi bịch có hai cái, mấy mấy chục bịch thích gì đó, vừa đẹp mà vừa câu rất là tốt. Nó chống chống thứ nhất là chì này có tác dụng, thứ nhất là chống rối, thứ hai là chì trên thẻo dưới để cho cá nó ăn hết tất cả các thẻo, ví dụ câu 5 lưỡi hoặc 6 lưỡi, 5 lưỡi thường thường câu 5 lưỡi rồi, 5 lưỡi, 3 lưỡi, 5 lưỡi đó, thì là tất cả những cái lưỡi ở dưới này á nó sẽ ăn hết luôn đó. Đó là mình câu vậy á là nó sẽ ăn hết luôn đó. Chì này nó chống rối, thứ nhất chống rối, thứ hai là nó khi nó lướt trên cát á, nó không có bị xoay tròn vì nó có những cái cánh quạt này, đây nó gọi chì Z này, chì Z này. Khi ném cũng vậy, ném vậy nó cũng chống đối rất là cao anh em nhé. Này chất lượng của nó thì thôi rồi thôi, Fuji làm nhé anh em nhé, chính hãng Fuji nhé. Cái này nhé mình mua trực tiếp của Nhật nhé anh em nhé, mình có người nhà mới nói mình mua trực tiếp về không qua hết đó. Đây là máy này, mình về mấy con máy này đó, về được ba con máy đây, ba máy đều tìm bằng hết. Còn đây là con mình đang câu này, mình trong đó cũng có một con Timau C3000 này, con này là Daiwa Seta này. Đó. Còn đây là ba con máy mình mới về đây, ba máy tin để anh em câu mực, câu bạt đãi các thứ, rồi câu lua các thứ vô tư này. Đó. Có mực thì thôi rồi luôn, câu rảy mực trên ghe thì thôi rồi luôn, kể cả rảy rảy mực trên ghe, rảy mực gành, câu lua, câu bạt bãi đó. Rồi câu nháng các thứ. Con này là nội địa Nhật nhá anh em nhé. Quan điểm cá nhân của mình thì JDM với thị trường xuất nó giống nhau vậy thôi, về dây chuyền các thứ cũng vậy, nhưng mà mỗi người người ta có một cái nhu cầu riêng, giống như cái máy, giống như cái máy iPhone vậy đó, ví dụ màu màu xanh hoặc màu đỏ, mỗi cái đắt hơn nhau 100.000 200.000 là chuyện bình thường, nhưng người ta vẫn cứ thích mua đấy, mà chẳng có nó giống nhau, nó khác nhau màu đấy thôi đó. Ngồi câu đi. Tự nhiên mất điện trời, nóng gió trời luôn.